Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi N1 tháng 7 năm 2023. Môn đề 1, câu số 1 này. Omowanu degigoto ni magari ga nanne ni toshite ta. Hán tự đây là chữ tao và chữ nhiên. Thì ở đây rất là may là người ta chỉ cho một cách đọc của chữ nhiên là gen. Nếu như người ta cho thêm một cách đọc đấy là nên, ví dụ trong từ thiên nhiên tên nên đấy, thì chắc chắn nó sẽ làm khó nhiều bạn. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ được cái cách đọc của từ đầu tiên đúng không, chữ tao, thì chắc các bạn sẽ nhớ đến trong từ tiếng ồn đúng không nhỉ, đấy là từ so-om có trường âm. Vậy thì các bạn sẽ có thể suy ra được cách đọc của từ này sẽ là so-gen đúng không. Đấy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 4. Từ này có nghĩa là ồn ào náo động, xung quanh đang rất là ồn ào, đang rất là náo động với cái sự việc đúng nhỉ. Với cái sự việc Omowanu là sự việc mà không ngờ tới, bất thường đấy. Bogen hay là sogen không trường âm thì chúng ta sẽ không có từ nào như thế nhá. Nhưng mà đáp án số 3 là có từ bogen, cũng là một từ vựng khá là quan trọng của N1. Hán tự là chữ ngốc, ngốc nhiên này có nghĩa là sốc, không nói thành lời. Câu số 2 này. Nishimura-san wa itazura shita kodomo wo yasashiku nanani shita. Đây hán tự là chữ dụ đúng nhỉ? Có nghĩa là dạy bảo, dạy dỗ, thì ở đây là chúng ta phải nhớ âm kunyomi. Thông thường những câu nhớ âm kunyomi sẽ thường tương đối là khó, thì chữ dụ sẽ có âm kunyomi là satoshi. Như vậy đáp án đúng ta sẽ là đáp án số 1, ichiban, satoshita, có nghĩa là dạy bảo. Câu này có nghĩa là anh Nishimura đã nhẹ nhàng đúng không, nhẹ nhàng dạy bảo, khuyên bảo cái đứa trẻ nghịch ngợm. Các phần còn lại ayashita thì chúng ta sẽ không có cái động từ này nhá, chúng ta chỉ có tính từ ayashi là kỳ lạ hoặc là đáng ngờ này. Số 3 chúng ta có từ tadashita, động từ là tadas có nghĩa là chỉnh sửa. Đấy, hán tự là chữ chính đấy. Nhưng mà cái động từ này thì chúng ta cũng sẽ không thường gặp nhiều lắm. Số 4 là iyashita, chúng ta có động từ là iyas có nghĩa là trị bệnh, chữa lành. Đấy. Tiếp theo câu số 3. Câu số 3. Shakai sekatsu wo okuru ue de. Đây là chữ chật và chữ tự đúng không? Chữ chật và chữ tự thì thực ra cái này nếu như các bạn học cuốn kanji lúc learn N2 thì chúng ta đã gặp rồi. Thì chữ này đọc là chitsujo đúng nhỉ? Không có trường âm. Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phải là đáp án số 3. Có nghĩa là trật tự đúng nhỉ? Trật tự này nó không phải là giữ trật tự kiểu không 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 nói trong lớp học, mà cái trật tự này là trật tự thứ bậc, thứ tự. Đấy. Người đây này có nghĩa là khi nhá, khi mà sống trong xã hội ấy, đấy, thì cái điều quan trọng là cái việc chúng ta phải tuân thủ, phải giữ gìn trật tự kỷ cương. Các bạn có thể nhớ là cái chữ tự trong từ thứ tự đúng nhỉ? Trong từ junjo nó không có trường âm thì các bạn sẽ loại trừ được những cái có trường âm. Đáp án đúng là samba. Câu số 4. Câu này lừa rất là nhiều bạn. Kono atari ni hàn nhân ga nan nan ni shiteru toyu jōhō ga haeta. Ở gì nhờ? Ở cái vùng này này, đấy. Có một cái thông tin là đúng không? Đã có một cái thông tin là ở vùng này ấy thì tội phạm đang làm sao đó. Đây là chữ tiềm và chữ phục. Các bạn có thể nhớ trong từ gì nhờ? Trong từ senzai này. Đấy, nó đọc là sen đúng không? Có nghĩa là tiềm tàng, tiềm ẩn đây. Và cái chữ phục kia các bạn có gặp trong từ gì nhỉ? Trong từ ki phức cự. Đấy. Đây, có nghĩa là gồ ghề, lồi lõm. Và nhiều bạn sẽ ghép thành xem phức cự, chọn đáp án số 1 đúng không? Thế nhưng mà rất tiếc, khi mà chữ đằng trước là âm ưng, đằng sau là hàng ha, thì nó sẽ thường có xu hướng biến âm thành hàng pa. Đấy. Như vậy, ở đây phức cự sẽ biến thành phức cự. Đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 4 nhé. Xem phức cự. Câu này sẽ nhiều bạn chọn đáp án số 1. Nhưng mà rất tiếc của chúng ta sẽ là đáp án số 4 đúng không? Từ xem phức có nghĩa là ẩn náu hoặc là lẩn trốn. Đấy. Câu số 5 lại là một câu âm kunyomi, nhưng mà âm kunyomi này là âm kunyomi của tính từ. Announcer no nanyani na koe ga hibita. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ lãng đúng không? Từ này đọc là hogaraka. Đấy. Đáp án đúng của ta sẽ là đáp án số 2. Nhì bằng.
Từ này có nghĩa là vui tươi đúng không nhỉ? Thì cái giọng vui tươi, cái giọng nghe rất là vui vẻ, hoạt bát của phát thanh viên ấy, nó đang vang vọng. Các phần còn lại ví dụ như là đáp án số 1 Kiyoraka. Cái này thì chúng ta được học trong N2 rồi, đấy là chữ thanh đúng nhỉ? Đây. Thanh khiết này. Số 3 Yawaraka. Yawaraka, chúng ta sẽ có hai chữ là chữ nhu và chữ nhuyễn đúng nhỉ? Ví dụ đây là chữ nhuyễn này và chữ nhu. Mềm dẻo linh hoạt. Số 4 là Nameraka. Nameraka là trơn tru đúng không? Trôi chảy. Chữ hoạt. Tiếp theo câu số 6. Atarashii shichō wa chiiki bunka no nanani ni chikara o irete iru. Thị trưởng mới đang dốc sức vào việc. Âm Hán Việt của chữ này là chữ trấn và chữ hưng đúng không nhỉ? Chữ trấn và chữ hưng thì chữ trấn sẽ đọc là shin. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được đáp án 2 và đáp án 4 là jin. Tuy nhiên cái điều khó ở đây là chữ hưng, bởi vì chữ hưng sẽ có trường hợp nó đọc là kyo, ví dụ từ kyomi sẽ đọc là kyo, có trường hợp đọc là cô đúng không nhỉ? Ví dụ cô hưng, hưng phấn. Thì trong trường hợp chữ này nó sẽ đọc là cô đúng không? Xin cô, đáp án đúng ta sẽ là số 3. Cái này thì buộc chúng ta phải gặp và nhớ luyện tập nhiều lần thôi. Thị trưởng mới đang dốc sức vào việc chấn hưng. Chấn hưng này có nghĩa là thúc đẩy xúc tiến đúng không nhỉ? Đấy. Cái văn hóa của khu vực nhá, đáp án số 3 là chính xác. Từ Shinkyo mà có trường âm ấy. Đấy, Shinkyo này thì nó là một từ các bạn khá là quen thuộc, đấy là chữ tâm và chữ cảnh nhỉ? Có nghĩa là tâm trạng. Còn từ Jinko thì có thể là từ nhân công đúng không? Đấy, có nghĩa là nhân tạo này. Hay là từ Jinko là từ nhân khẩu là dân số. Đó là môn đai số 1. Thì thông thường là nếu mà các bạn học kỹ các giáo trình Kanji N1 thì các bạn sẽ làm rất là tốt cái môn đai này nhá. Nó hỏi khá là rộng nhưng mà học hết được những từ trong đó thì các bạn sẽ làm được. Tiếp theo chúng ta sang môn đai thứ hai là môn đai từ vựng. Môn đai từ vựng là bắt đầu sẽ khó hơn. Đấy. Đặc biệt cái môn đai số 2 này ấy, là chúng ta cũng thường đôi khi phải nhớ theo cụ đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem câu số 7. Imawa ryōshin to kurashiteiru ga sotsugyō shite shūshoku shitara ie o dete shitai to omoteiru. Bây giờ thì tôi đang sống với bố mẹ. Nhưng mà tôi đang muốn này, tốt nghiệp xong đi làm thì tôi sẽ ra khỏi nhà và tôi làm sao đó. Jise, jiritsu, jiju hoặc là jicho và jinin. À, thực ra câu này tương đối là đơn giản đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy có cái từ là đây, tôi sẽ ra khỏi nhà. Vậy thì tôi sẽ ra khỏi nhà, bây giờ tôi đang sống với bố mẹ thì tôi sẽ ra khỏi nhà và tôi sống tự lập đúng nhỉ? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2, jiritsu nhá. Cái này thì các bạn có thể nhớ theo kiểu là âm Hán Việt, nó sẽ giúp các bạn có thể chọn được sống tự lập đấy, jiritsu. Đáp án số 1 chúng ta có từ jise, tự chế. Từ này có nghĩa là tự kiểm soát, tự kiềm chế, tự tiết chế bản thân lại này. Số 3, từ này có hai cái đọc nhá. Nếu đọc là jiju thì có nghĩa là khối lượng của cơ thể đúng nhỉ? Jibun no taiju. Còn nếu đọc là jicho thì có nghĩa là sự tự tôn hoặc là sự cẩn trọng. Cũng không hợp nghĩa trong cái bối cảnh này. Số 3 là jinin có nghĩa là tự nhận đúng nhỉ? Tự nhận một cái điểm gì đó hoặc là cái sự tự tin. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 2, jiritsu. Tiếp theo chúng ta có câu số 8. Kono kiyo wa uriage no ichibu o machi ni kifu surukoto de machi no hitobito ni rieki o shiteiru. Henjo, kangen, haikyu và joto. Các bạn thấy câu này sẽ khá là quen thuộc đúng nhỉ? Nó sẽ đã ra trong một số năm rồi. Thì các bạn nhớ cái cấu trúc cố định đấy, các bạn sẽ nhớ được thôi. Đó là cái cụm gì đấy? Cái cụm đây đi với cụm từ rieki đây này. Chắc chắn là sẽ là đáp án số 2 đúng không? Kangen. Cái từ kangen này đã từng được hỏi trong phần môn đai 2 và một lần hỏi trong môn đai 4 rồi nhá. Phần cách dùng từ đấy có nghĩa là cái sự hoàn trả đúng nhỉ, cái sự hoàn trả, cái sự trả lại. Ví dụ như là một công ty mà kiếm được rất là nhiều tiền ấy, đấy thì họ sẽ trả lại một phần bằng việc
làm từ thiện hay là đóng góp cho cái gì đấy thì người ta sẽ dùng cái động từ kangen này, cắn hán tự là hoàn nguyên. Hoặc là trong trường hợp là môn hóa học ấy, thì cái từ kangen này có nghĩa là khử nhá, đấy, phản ứng oxy hóa khử đấy, thì có cái từ này có nghĩa là khử này. Rồi câu này có nghĩa là gì đây? Cái doanh nghiệp này bằng việc đóng góp một phần doanh thu cho thành phố thì họ đang trả lại lợi nhuận, đúng nhỉ? Họ đang trả lại một phần lợi nhuận, họ đang trả lại lợi nhuận của họ cho những người dân trong thành phố. Phương án số 1, từ này là hên rồ, có nghĩa là trả lại. Đấy, trả lại một cái gì đấy hoặc là không lấy, đúng nhỉ? Uke toranai đấy. Các bạn có một từ rất là quen thuộc đấy là từ kyujitsu henjo, có nghĩa là đi làm vào ngày nghỉ, đúng nhỉ? Kangen là giải thích rồi này. Đây là từ haiku, là chữ phối và chữ cấp, có nghĩa là phân phối. Phân phối này có thể là phân phối phim hoặc là cung cấp cái sự bao cấp trọn gói, đúng nhỉ? Số 4 nhá, là chữ nhượng và chữ độ, nghĩa là chuyển nhượng. Thì ban đầu khi mà chưa biết cụ thể môn này nó hỏi về cái gì thì rất là nhiều fanpage có đăng là từ này, đúng không? Nhưng mà đây chỉ là một từ xuất hiện trong đề thi thôi. Còn khi mà có đề chính thức thì đáp án đúng chúng ta sẽ phải là số 2, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có câu số 9. Câu số 9, nếu mà bạn nào theo dõi cái video ngay trước ngày thi ấy thì CC có làm cái video về bài cuối cùng trong sách GOI đề ký rự, thì đó là từ số 1299 đấy. Đó là từ gì nhỉ? Donyori, đúng không? Nó sẽ đi với cụm là đây, nó sẽ đi với lại kumoteite. Kyo wa asa kara sora ga donyori to kumoteite. Ima ni mo ame ga furidashi soda. Có nghĩa là hôm nay ấy, từ sáng thì bầu trời rất là u ám, đúng không? Donyori là u ám, xám xịt. Đấy, trời nhiều mây là như thế và có vẻ như là trời sắp mưa đến nơi rồi nhá. Bạn nào mà xem kỹ các video trong series GOI đề ký rự thì sẽ làm khá là tốt các cái câu hỏi trong đề thi GOI này, khá là nhiều từ quen thuộc nên là các bạn có thể xem ngay từ bây giờ. Số 1, chúng ta có từ bishori là gì đấy nhỉ? Ướt sũng, ướt đẫm, đúng không? Không hợp lý. Dosari là nhiều lắm, giống tương tự với takusan nhưng mà mức độ cao hơn. Gutari là mệt rã rời. Không phải. Đáp án đúng là sambar. Tiếp theo, chúng ta có câu số 10. Câu số 10 là một câu hỏi về katakana. Chúng ta cùng xem này. Kono seisan kari system wa ijihi no takasa ga nani nani ni natte nakanaka fukyu shinai. Cái hệ thống quản lý sản xuất này, đấy, cái gì đó này, ijihi đây là cái phí duy trì, cái chi phí duy trì, cái độ cao của phí duy trì, chúng ta sẽ không dịch là độ cao của phí duy trì, đúng không? Chúng ta sẽ dịch là cái việc mà phí duy trì cao ấy nó trở thành gì đó khiến cho cái hệ thống này không thể nào mà phổ biến được, không thể nào mà phổ cập lan rộng được. Ví dụ đáp án số 1 là noise, có nghĩa là từ gốc của chúng ta sẽ là từ noise, đúng không? Đây. Có nghĩa là nhiễu ồn này, không hợp nghĩa. Số 2 là knock. Knock đây là knock, đúng nhỉ? Gõ cửa cũng không hợp nghĩa. Số 3 là từ gì đây nhỉ? Taboo. Taboo là cái điều cấm kỵ, điều kiêng cữ, đúng không? Cũng có vẻ không hợp lý. Số 4 là neck. Từ này bình thường chúng ta hay dịch là cái cổ chai, đúng không nhỉ? Nhưng mà nó có thể mang nghĩa là cái nút thắt. Đấy, cái cản trở, cái chướng ngại, cái trở ngại. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy hợp nghĩa nhất là đáp án số 4. Đấy, ở đây chúng ta thấy là một cụm cố định là neku ninaru, có nghĩa là nó trở thành một cái chướng ngại, một cái cản trở nhá. Chưa? Thì muốn cái hệ thống này nó phổ biến ấy, thì cái phí duy trì nó phải thấp nhưng mà đây nó lại cao nên là điều đấy trở thành một cái chướng ngại, một cái trở ngại khiến việc này không thể. Yomba. Tiếp theo. Và từ nét cự này là cũng có trong chuỗi video GOI đề ký rự các bạn nha. Câu số 11 này. Okina koe de utau to stress no nanyani ni natte kibun ga sukiri suru. Khi mà hát với giọng lớn, khi mà hát lớn ấy thì nó sẽ trở thành cái gì đấy stress này và cái cảm xúc, cái tâm trạng của chúng ta sẽ trở nên thoải mái hơn. Ở đây chúng ta thấy có từ stress đấy là stress thì chắc chắn là nó sẽ phải đi với từ hasan, đúng không nhỉ? Mang tính chất như là cố định luôn rồi, đó là cái sự giải tỏa đấy. Nó sẽ trở thành gì nhỉ? Nó sẽ trở thành biện pháp giải tỏa stress. Từ hasan này sẽ mang nghĩa là
Tán tự là phát tán, có nghĩa là phát tán cũng được, phát tán hạt cây ấy, phát tán hoa, hay là mang nghĩa là tản nhé, tản nhiệt này. Ngoài ra còn mang nghĩa là giải tỏa mệt mỏi, giải tỏa stress. Số 2 là chữ phát là chữ xạ, hạt xạ, có nghĩa là phóng, phóng tên lửa bắn đúng nhỉ, bắn đạn này, hay là khai hỏa vân vân. Số 3 là từ lưu suất, có nghĩa là lưu suất, rò rỉ tuần ra, rò rỉ thông tin đấy. Số 4 là chữ bài và chữ xuất đúng không, hai chữ có nghĩa là xả ra, thải ra hoặc là xả thải này. Câu số 12 chúng ta có cũng là một tính từ rất quen thuộc. Kono futatsu no kanji wa yoku niteite, nani nani no de yomi machigaru koto ga aru. Hai chữ kanji này nó khá là giống nhau, vì vậy làm sao đó mà hay đọc nhầm. À, chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 1 đúng không? Magirawashi đúng nhỉ? Đấy. Từ này có nghĩa là dễ nhầm lẫn, một cái tính từ chúng ta học ở trong Mimi rồi. Magirawashi. Số 2, motomorashi. Motomorashi có nghĩa là có vẻ có lý, có vẻ đáng tin, không hợp lý. Số 3 là zuzushi, có nghĩa là trơ trẽn, mặt dày, giống như là atsukamashi, không hợp lý này. Narenareshi có nghĩa là suồng sã, thân thiện một cách quá mức. Đấy, không phải. Câu số 13 nhé, cũng là câu cuối cùng và có thể nói là một câu tương đối khó ở cái bài từ vựng này. Là một câu hỏi về động từ phức. Konomise wa komakai tokoro made soji ga nanyani ite seiketsu da. Cái cửa hàng này ấy thì cái việc dọn vệ sinh làm sao đó đến từng ngóc ngách nên rất là sạch sẽ. Chúng ta cùng xem các phương án, thì tất cả các phương án này cái chữ hành ở đầu các bạn có thể đọc theo kiểu là iki hoặc là yuki đều được. Đấy. Ở đây trên sẽ đọc theo là cách đọc là yuki nhá. Ví dụ câu số 1 đấy là yukizumaru, có nghĩa là bế tắc hoặc là mắc kẹt, không hợp nghĩa đúng không? Số 2 là yukikau, có nghĩa là qua lại, đi đi lại lại, lưu động, không hợp lý này. Số 3 là yukitsuku, có nghĩa là đến nơi đúng không? Hoặc là đạt tới. Và số 4 là Yuki todoku là làm cẩn thận, làm chu đáo. Đấy, kiểu như là todoku đây là đạt tới đấy, làm tới nơi tới chốn. Như vậy hợp lý nhất ở đây phải là đáp án số 4 đúng không? Yom bằng. Tuy nhiên là cá nhân là sẽ đánh giá câu này tương đối khó, bởi vì sẽ có nhiều bạn sẽ không chọn đúng cái câu này so với những câu khác nhé. Đây cũng là một cái từ tương đối là lạ, nó không xuất hiện nhiều ở trong các cái giáo trình từ vựng, ít nhất là trong Mimi hay là trong Gôi đề ký rự mà sensei biên soạn cũng không có. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Kono joyaku wa teiketsu sareru to nogyo ni eikyou ga reru koto ga keinen sareru. Thì cái từ này cũng là một từ tương đối là khiến nhiều bạn nhầm lẫn. Đấy. Từ này có thể người ta sẽ hỏi các bạn trong phần cách đọc đấy. Thì các bạn lưu ý bình thường ấy, cái chữ này là chữ gì nhỉ, chữ huyền đúng không, có nghĩa là treo đấy, nó sẽ đọc là ken, ví dụ từ keme chẳng hạn này, từ isokeme rất là nhiều bạn quen thuộc rồi đúng không, này nó đọc là ken. Nhưng mà trong trường hợp đi với lại chữ niệm ấy, nó sẽ không đọc là ken đâu, nó đọc là ke nhá, từ này sẽ đọc là kenen, được chưa, này kenen. Có thể là người ta sẽ hỏi các bạn trong phần đọc à, phần hán tự ở một năm nào đó chẳng hạn. Các bạn lưu ý thì cái từ kênh này có nghĩa là gì đây nhỉ, quan ngại đúng không, quan ngại hoặc là lo ngại. Vậy thì chúng ta sẽ thấy hợp với từ nào, kitai là kỳ vọng này, shinpai là lo lắng này, yoso là dự đoán và yushi là coi trọng, chú trọng, chắc chắn là phải là shinpai rồi, đáp án số 2 đúng nhỉ. Câu này nghĩa là gì nhỉ, à joyaku là cái hiệp định hoặc là cái hiệp ước, teiketsu là ký kết. Cái nếu mà cái hiệp ước này được ký kết ấy, thì người ta lo ngại cái việc là nó sẽ ảnh hưởng tới nông nghiệp. Câu số 15. Hisashiburi ni atta yuji wa nanda ka yatsurete iru yo datta. Cái câu này cũng là một câu tương đối khó trong phần môn đề 3 nhé. Một từ tương đối là lạ, yatsureru. Nếu mà ai chưa từng đọc qua, bởi vì ghép vào thì chúng ta cũng không thể đoán được, đúng nhỉ? Yatsureru có nghĩa là hom hem, đấy, gầy còm, thì chắc chắn là nó sẽ hợp nhất với từ yase otoroete đúng nhỉ. Yaseru là gầy, ghép với lại otoroeru là suy nhược đấy, thì từ này có nghĩa là gầy gò, ốm yếu, hom hem.
Đáp án đúng và sẽ là đáp án số 3. Tất nhiên là đi thi người ta sẽ cho một vài từ khó, không thể là từ nào các bạn cũng biết hết được, đặc biệt là N1. Các từ còn lại, ví dụ endioste là ngại ngần, khách khí, khách sáo này. Tharikite là gì đấy? Đầy sức sống, hoạt bát, đúng không? Kandoshite là cảm động, thì cũng không hợp lý. Nhiều bạn sẽ bảo là câu này em dịch nghĩa em thấy khi ghép với ba nó hợp lý. Người bạn lâu ngày không gặp thì có vẻ như là có chút gì đấy gầy gò, hom hem, ốm yếu. Đấy, thế nhưng mà tất cả những cái phương còn lại, ví dụ bạn có vẻ gì đấy hơi ngại ngùng, xa lánh đúng không? Hay là đầy sức sống thì nó cũng được mà. Nói chung là tùy, có bạn thì sẽ tự tin và chọn đáp án 3. Bởi vì các bạn bảo là biết nghĩa, nhưng mà thường là sẽ phải học thật kỹ và biết từ này thì mới chọn được. Hoặc không thì sẽ chọn một cách ngẫu nhiên nhá. Tiếp theo chúng ta sang câu số 16 này. Cái câu 16, cái từ này cũng là một từ quen thuộc ở bài danh từ 5 đúng nhỉ? Ở bài số 10 của Goide Kiryu. Đấy. Phân tô, từ phân tô. Mà cái từ này các bạn cũng có thể dùng âm Hán Việt để bạn đoán. Phân tô đây là chữ phấn và chữ đấu. Trong tiếng Việt mình nghĩa là phấn đấu, là cố gắng đúng không? Gắng sức, thì trong tiếng Nhật nó cũng như thế. Kare ga funtou shiteru sugata o mite chikara o kasu hou to motta. Nhìn thấy cái dáng vẻ đúng nhỉ? Đang phấn đấu của anh ấy. Tôi muốn gì đấy? Tôi muốn giúp sức anh ấy, tôi muốn cho anh ấy mượn sức. Thì chúng ta cùng xem này. Jito gamansite có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng. Đấy. Không phải. Hishini gambatte, cố gắng một cách hết mình. À, hợp lý đúng nhỉ? Phấn đấu và cố gắng nó giống nhau nhá. Nhi bằng. Số 3 là gì nhỉ? Hageshik okotte có nghĩa là nổi giận một cách khủng khiếp, nổi trận lôi đình. Không phải. Asete có nghĩa là nóng ruột, nóng vội. Đấy. Dibi torikunde có nghĩa là chuyên tâm, sốt ruột và chuyên tâm vào một việc gì đấy, thì cũng không hợp sát khái nghĩa với từ phân tô này. Đúng ở đây là nhi bằng. Đấy. Nếu người ta bỏ cái từ asete đi thì số 4 cũng có vẻ như là tạm chấp nhận được, nhưng mà người ta cho thêm vào thì nó hoàn toàn không đồng nghĩa với lại phân tô sự nhá. Đúng là số 2. Tiếp theo chúng ta có câu số 17. Câu 17 là từ này, chỗ này trên đây chưa gạch chân. Từ từ cần gạch là từ gì nhỉ? Từ phư điều. À đây là phư điều no jiko datta to shika iyoganai. Chỉ có thể nói rằng đúng là ở đây các bạn thấy có ngữ pháp yoganai là không thể. Đấy. Nhưng mà đi với shika đằng trước ấy thì cái cụm shika iyoganai có nghĩa là chỉ có thể nói rằng, chỉ có thể kết luận rằng như thế. Chỉ có thể kết luận rằng đấy là một cái sự cố mà phư điều. Đây là chữ bất và chữ lự đúng không? Chữ lự trong từ kiểu endio ấy là ngại ngần khách khí ấy. Đấy, lự này trong từ vô tư lự, suy nghĩ, suy ngẫm chiêm nghiệm đúng không? Thì phư điều có nghĩa là cái sự bất ngờ, cái sự không ngờ tới. Vậy thì câu này có nghĩa là tai nạn không ngờ tới, tai nạn bất ngờ. Vậy các bạn xem cái từ nào là phù hợp nhé. Shikata nai là không thể tránh. Số 2 là arie nai là không thể nào xảy ra. Omoi gake nai là không ngờ tới. Và nasake nai là thảm thương. Vậy ở đây hợp lý nhất của chúng ta sẽ phải là đáp án số 3 đúng nhỉ? Omoi gake nai đây là một tính từ chúng ta được học ở trong chương trình N2, Mimikara N2 rồi. Đấy, sắc thái nghĩa sẽ hợp lý với 3. Ở câu này chắc là sẽ nhiều bạn chọn 2. Arie này, Arie này nó mang nghĩa là không thể nào xảy ra được, và nhiều bạn sẽ nghĩ là nó sẽ trùng hợp với nghĩa là không ngờ tới. Thế nhưng mà cái Arie này ấy là cái cảm giác mà người đấy khăng khăng khẳng định 100% là không thể nào có cái sự việc đấy tồn tại, đúng không? Trong khi cái từ này nó mang nghĩa là gì đây nhỉ? À là một cái sự bất ngờ, một cái sự đột xuất. Đấy, thì đúng nhất phải đây là Omoi gake nai nhá. Tiếp theo chúng ta có câu số 18. Câu 18 này. Sōko no shinamono nekosogi motte ikareta. Nekosogi là một phó từ đúng nhỉ, đã từng được ra ở trong phần từ vựng. Đấy. Câu 18 này có nghĩa là gì đây? Đã bị mang đi này. Những cái hàng hóa trong kho ấy đã bị mang đi. Nekosogi ở đây các bạn có thể thấy cái từ nên đây là gốc rễ, nhiều bạn sẽ đoán là mang đi chắc là mang đi tận gốc. Vậy thì mang đi tận gốc có nghĩa là mang đi hết, mang đi toàn bộ. Vậy rất là chúc mừng những bạn như vậy, các bạn đã dự đoán đúng đúng nhỉ? Từ nekosogi là toàn bộ tất cả. Đấy. Từ gốc đến ngọn, mọi thứ. Đúng đây phải là đáp án số 1, subete. Số 2 là daibu là phần lớn. Không đúng.
Ichido-ni là một lúc, trong một lúc, trong một lần. Và số 4 là Tsugi-tsugi-to, có nghĩa là liên tiếp, liên tục. Cũng không phù hợp. Câu 19 này, câu cuối cùng. Wakai koro, watashi wa shouhin kaihatsu no shigoto ni botto shite ita. Thời còn trẻ ấy, thì tôi, đây là một cái động từ, đúng nhỉ, một danh động từ rất là quen thuộc ở trong phần Mimikatara N1 chúng ta đã học rồi. Từ này có nghĩa là say sưa, say mê, đúng không? Ngày còn trẻ thì tôi rất là say mê, say sưa với công việc là phát triển sản phẩm. Đấy. Phát triển các mặt hàng. Thì hợp lý là cái gì? Số 1 là Akite là chán này, chán nản này, chán ngán này. Số 2, Akogarete là khao khát, ngưỡng mộ, không hợp lý. Số 3 là Humaomote, có nghĩa là mang sự bất mãn. Và số 4 là Nechuste là say mê, say sưa, tập trung. Chắc chắn là đúng, ở đây phải là 4 đúng không? Yomba. Đấy. Số 4. Ở tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4 nhé. Có thể nói là môn đai khó nhất của chúng ta. Số câu 20. Từ đầu tiên là từ Kizas, đúng nhỉ? Kizashi. Đấy, Kizashi có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là dấu hiệu, triệu chứng hoặc là điềm, là những cái sự việc, những cái tình trạng mà có thể xảy ra trong tương lai. Đấy. Nó sẽ đi với kèm với một số cụm cố định. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Daigetsu wa 100万 台 bike wo seisan suru kizashi da. Kizashi desu. Tháng sau, đúng nhỉ? Nếu mà dịch là tháng sau ấy thì có dấu hiệu là sản xuất bao nhiêu? Sản xuất 100 vạn cái xe xe máy đấy. 100 vạn là bao nhiêu nhỉ? 10 vạn là 100.000, 100 vạn là 1 triệu cái. Ở đây là một cái có kế hoạch cụ thể rồi thì chắc chắn là dùng từ Kizashi là một cái điểm trong tương lai nó không được hợp lý lắm đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thay bằng từ gì? Chúng ta có thể thay bằng từ Mokuhyo. Mokuhyo này. Hoặc là từ kê các cự cũng được. Kế hoạch. Nhá. Có số lượng cụ thể và làm trong lĩnh vực sản xuất ấy, thì không thể dùng cái mơ hồ chung chung như này được, đúng nhỉ? Câu số 2. Shohize ga agari, uriage no kizashi ga futome da. Thuế tiêu dùng tăng và cái dấu hiệu doanh thu đấy nó không rõ ràng thì nghe thì có vẻ là hợp lý, nhưng mà rất tiếc là đi với futome nó sẽ không phải là từ kizashi nhá. Có một từ nó gần gần giống từ kizashi nhưng mà nó sẽ đi được với từ futome, đấy là từ mitoshi, đúng nhỉ? Mitoshi đây, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Cái triển vọng đấy, cái dự tính, cái dự tính doanh thu, cái triển vọng về doanh thu ấy nó không rõ ràng, không biết cụ thể là sẽ là thu được bao nhiêu. Câu số 3. Oku no hito no kizashi to chigatte A chimu ga yusho shita. Khác với cái dấu hiệu, chắc chắn là không đúng rồi đúng không? Khác đây, khác với gì đấy? Đội A đã giành chức vô địch, khác với cái gì đó của nhiều người, chắc chắn là khác với dự đoán đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án số 4 bởi vì là 1 2 3 sai hết rồi. Yosho này. Vậy tại sao 4 lại đúng? Chúng ta cùng xem câu 4 nhá. Kotoshi ni natte mo keiki ga yokunaru kizashi ga mirare nai. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ thấy cái cụm là kizashi o miru đúng không? Là nhìn thấy cái dấu hiệu, nhìn thấy triệu chứng là có vẻ hợp lý rồi. Thứ hai là nghĩa nó cũng rất là phù hợp. Đúng nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? À, dù sang năm nay rồi ấy, vẫn không thể nhìn thấy cái dấu hiệu kinh tế hồi phục, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4 nhé. Yomba. Và dấu hiệu giúp chúng ta chọn ngoài nghĩa ra là sẽ là cụm từ mirare này, đúng nhỉ? Đấy, có thể nhìn thấy hay là không nhìn thấy cái dấu hiệu đó. Tiếp theo chúng ta sang cái câu 21. Câu 21 là một từ tương đối quen thuộc, các bạn đã từng gặp cái từ này ở trong đề thi GPT, nhớ không nhầm là tháng 12 năm 2020. Từ này là từ siêu, chữ Hán là thu và dung, có nghĩa là giam giữ hoặc là gì nhỉ, chứa, đúng nhỉ? Đấy là cái việc mà người ta giữ người, cho người hoặc là vật một không gian hoặc là một phạm vi nhất định nào đó. Chúng ta cùng xem nhé. Câu 1 này. Okina kabang ni ryoko no nimotsu wo zenbu shuyo shita. Người ta đã chứa toàn bộ hành lý của chuyến du lịch vào trong cái
gì nhỉ, vào trong cái cặp lớn, thì cái từ này là không hợp lý đúng không? Đấy, đây là người ta nhằm mục đích để bảo quản lưu trữ đúng nhỉ, nên là chúng ta sẽ thấy từ này không hợp nghĩa này. Từ này chúng ta phải thay bằng từ, các bạn phải thay bằng từ sưu nô nhá. Đây, chữ thu nạp thì hợp lý này. Đấy, từ sưu nô này nó mang nghĩa là để đúng nhỉ, hoặc là chứa, dùng để với mục đích bảo quản đấy. Người ta đã chứa toàn bộ cái đồ đạc, cái hành lý cho chuyến đi vào trong cái cặp sách, cái vali lớn. Câu số 2. このコンサートホールは500人の観客を収容することができる。Có nghĩa là cái sảnh hòa nhạc này có thể chứa được 500 khán giả. À, hợp lý rồi đúng không nhỉ? Chính là cái việc gì đấy, cái sức chứa. Hình như là ở cái đề thi gốc, cái đề thi tháng 12 năm 2020 là cũng có một câu tương đương, cũng gần như là liên quan đến cái việc kiểu như là sức chứa liên quan đến người ấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy có dấu hiệu là gì đấy. Đây, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2, nhì bằng. Câu số 3 này. この辞書には8万語が収容されている。Đấy, trong cuốn từ điển này thì có 80.000 chữ nó được chứa. Không đúng. Đối với lại sách vở từ điển ấy thì người ta dùng cái từ siêu đố cự nha. Siêu đố cự. Đây, từ này có nghĩa là người ta biên tập, người ta biên soạn, người ta thu thập và người ta lưu trữ vào trong đó. Câu số 4. Bitamio o shuyo suru. Shokuhi o takusan taberu yo ni shite iru. Tôi luôn luôn cố gắng ăn nhiều những cái thực phẩm mà chứa nhiều vitamin. Thì nếu mà chúng ta chỉ nhớ mỗi cái nghĩa là chứa thì chắc chắn là các bạn cũng có thể chọn 4. Nhưng mà cái gì nhỉ? Cái thực phẩm chứa nhiều vitamin người ta không dùng cái từ shuyo này, đúng không nhỉ? Nhắc lại, từ shuyo này dùng cho việc gì đấy? Để đúng nhỉ? Giữ giam người trong một không gian, trong một phạm vi nào đó nha. Đấy. Chúng ta sẽ thấy 4 không hợp lý. Ở đây chúng ta sẽ phải thay bằng từ fukumu đúng không nhỉ? Đây, từ này mới đúng này. Thực phẩm chứa nhiều vitamin chúng ta dùng cái từ này, hoặc các bạn dùng dạng là vitamin ga o fukumarete iru. Câu số 22. Saeru cũng là một động từ quen thuộc ở sách Mimikara N1. Từ này thực ra là người ta không viết kanji đúng nhỉ? Kanji của nó là chữ này nhá. Rất là nhiều nghĩa. Từ này có nghĩa là trong trẻo. Đấy, trong trẻo, trong veo, dùng cho giọng hoặc là gì nhỉ? Cảnh vật, ví dụ như là ánh trăng ấy, ánh trăng sáng thì có thể dùng từ sai rự này. Giọng trong veo cũng có thể dùng cái sai rự này. Đầu óc minh mẫn sáng suốt này. Tay nghề kỹ thuật khéo léo cũng dùng cái này. Và một cụm đặc biệt đấy là mega sai rự, có nghĩa là cái mắt làm sao đây nhỉ? Cái mắt nó thao láo, tức là mắt nó tỉnh bơ không thể ngủ được ấy. Đấy. Chẳng hạn như là chúng ta uống trà hoặc là uống cà phê vào và mắt nó không thể nào mà có cái cảm giác buồn ngủ ấy, nó cứ thao láo là như thế, thì người ta dùng cái cụm cố định đó. Vậy thì các bạn sẽ nhìn vào các phương án, các bạn thấy rõ ràng là có số 3 đúng không? Cô khiô nôn đà ra mê ngá sai tê si mát tê mê này, sau khi uống cà phê vào thì mắt thao láo và không thể ngủ được. Đây là phương án chính xác đúng không nhỉ? Sam bằng đấy. Các phương còn lại này. Yuji wa jikan ni sai tê tê chi quốc shita koto wa ichido mo shinai. Bạn tôi ấy, cái gì đó về mặt thời gian và chưa một lần đến muộn thì không phù hợp với cái nghĩa này. Với cái nghĩa là chưa một lần đến muộn thì chúng ta có thể hiểu là bạn tôi làm sao, bạn tôi rất là tuân thủ thời gian đúng không, có thể dùng từ từ genshu này, rất là nghiêm ngặt khắt khe chính xác về mặt thời gian nhé. Từ này. Câu số 2. Chichiwa kanjo ga saete kao ni deru no de wakariyasui. Bố tôi, bởi vì là cái cảm xúc ấy nó bộc lộ trên khuôn mặt và rất là dễ để biết được. À, cái này chúng ta dùng đơn giản là bố tôi ngay lập tức đúng không nhỉ? Có thể dùng từ sugu. Đấy, sugu ni. Ngay lập tức cái tình cảm, cái cảm giác, cái tâm trạng của ông nó bộc lộ ra mặt. Đấy, hoặc là các bạn nếu mà muốn dùng cái cách khó khó hơn của N1, các bạn sẽ dùng cái dạng thức là kanjo đúng không nhỉ? Đấy. Một từ, một tính từ N1 nhá, rokotsu. Rokotsu ni kao ni dasu.
Đấy, các bạn dùng cái dạng thức này là gì nhỉ? Là cái việc mà bộc lộ cảm xúc ra mặt một cách rõ rệt đấy. Số 4 này, kare wa kare no mokuyo wa saete ite ichido mo wakaru kawaru koto wa nakatta. Cái mục tiêu của anh ấy làm sao đó và anh ta chưa một lần thay đổi. Cái mục tiêu của anh ta rất là rõ ràng và kiên định, đúng không nhỉ? Thì đi với từ mục tiêu chúng ta phải dùng từ từ gì? Đúng rồi, từ mê các cự. Từ mê các cự nhá, có nghĩa là rõ ràng, hoặc các bạn dùng từ hakiri này. Hakiri shite. Đấy. Tiếp theo câu số 23. Chữ Hán là chữ gì nhỉ? Chữ thống và chữ liệt, đúng không? Những cái từ nào mà có cái chữ liệt này thì chắc chắn nó thể hiện cái sắc thái mãnh liệt, mạnh mẽ này. Tsuretsu có nghĩa là quyết liệt, mạnh mẽ, dữ dội, thể hiện cái tác động. Câu số 1. Sono ega wa hyoronka kara hiretsu na hihan o uketa. Cái bộ phim đó ấy đã nhận được những cái phê phán, những cái phê bình rất là dữ dội từ các bình luận viên, từ các nhà bình luận phim. À, đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 1 nhá. Bởi vì chúng ta sẽ có cái cụm cố định là gì nhỉ? Tsuretsu na hihan. Cụm cố định là cái này. Cái sự tác động tới đối phương, đúng nhỉ? Cái sự phê phán. Câu số 2. Karera wa tsuretsu na tatakai wo gachi nuite yusho shita. Chúng ta thấy ở đây có từ gì? Ở đây có từ tatakai. Nếu mà chỉ dịch nghĩa thì là một trận chiến gì đây, một trận chiến mãnh liệt, quyết liệt thì nó sẽ vẫn ok, vẫn đúng. Nhưng mà rất tiếc là trong bối cảnh này nó không phù hợp với lại cái từ tsuretsu, đúng nhỉ? Tsuretsu là cái sự tác động này, không đi với lại tatakai. Thì với trường hợp này chúng ta có thể thay bằng từ Hageshi, đúng không? Hageshi nhá. Họ gì nhỉ? Họ đã giành chiến thắng trong một cái gì đấy, trong một cái trận chiến. Ở đây thấy tôi có từ Yusho, giành chức vô địch, thì có hiểu đây là Tatakai này không phải là chiến tranh mà là một trận đấu, một trận phân thắng bại đấy. Kiểu là như là trong các môn thể thao. Họ đã gì nhỉ? Họ đã cố gắng sống sót. À, cố gắng sống sót thì cũng không đúng lắm, nó giống như kiểu là chiến tranh rồi. Họ đã giành được chiến thắng trong cái trận chiến rất là gay go, đúng không? Trong trận chiến rất là dữ dội, dùng từ Hageshi. Câu số 3 này. Tsuretsu na kankyo de mo sodatsu sakumotsu wo genkyu shiteru. Tôi đang nghiên cứu những cái loại hoa màu mà sẽ phát triển, sinh trưởng dù trong môi trường. Chắc chắn là không đúng rồi, không đi với từ kankyo nhá. Đi với từ kankyo các bạn thì dùng cái từ kibishi, môi trường khắc nghiệt. Hoặc là môi trường gì nhỉ? Hoặc là môi trường khó khăn, đúng không? Konan cũng được. Đấy. Câu 4. Taifu no se de tsuretsu na ikioi no kaze ga fuiteiru. Tại bão, đúng nhỉ? Mà gió với cái ikioi, với cái sức ảnh hưởng làm sao đấy nó đang thổi. Đấy. Nào, ở đây có từ gì nhỉ? Có từ ikioi là cái uy thế, cái sức ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng. Thì đi với từ này sẽ không phải là từ tsuretsu mà là phải là từ kyoretsu. Kyoretsu này. Các bạn có thể lưu tâm một số cái từ vựng gì nhỉ? Đi với lại chữ liệt này nhá, rất là nhiều. Ví dụ chúng ta có từ moretsu là mãnh liệt. Từ netsuretsu là nhiệt liệt, quyết liệt này. Đấy, hay là từ senretsu là rõ ràng, vân vân. Tsuretsu rồi thì kyoretsu vân vân. Tiếp theo chúng ta có câu 24. Từ chữ hoàn và chữ kết, đúng nhỉ? Kan ketsu. Từ này có nghĩa là kết thúc hoặc là chấm dứt những cái thứ dài kỳ như là phim, truyện, tiểu thuyết, vân vân. Chúng ta cùng xem câu 1. Moshikomi kikan ga kan ketsu suru mae ni isoide shorui o dashi ni ita. Trước khi cái kỳ hạn đăng ký nó kết thúc. Tất nhiên là dịch nghĩa thì các bạn thấy cái nào cũng đúng, nhưng mà đi với kỳ cần thì không thể nào dùng từ căng kết sự được, đúng không? Đi với kỳ cần chúng ta dùng từ gì nhỉ? Các bạn dùng từ owaru hoặc là từ studio nhá các bạn nhé. Studio đây là sẽ phù hợp. Kết thúc hoàn tất này. Trước khi cái kỳ hạn đăng ký kết thúc ấy thì tôi đã đi
vội đúng không nhỉ? Tôi đã vội vàng đi để nộp tài liệu giấy tờ. Câu số 2. Ekimae ni kensetsu chuu datta mansion ga gankets shi nyūkyō ga hajimatta. Cái chung cư đúng nhỉ mà đang trong quá trình xây dựng ở trước ga ấy, nó đã kết thúc và bắt đầu người ta vào đấy để ở. Như kiểu đây là nhập cư là vào ở đấy. Thì cái này không hợp lý đúng không? À, cái này chúng ta dùng từ gì đây? Chúng ta có thể dùng từ kanse đúng nhỉ? Kanse này có nghĩa là hoàn thành, hay dùng với các công trình nhá. Câu số 3. 3年間続いた連載小説 ga いよいよ次回で完結する。Cuốn tiểu thuyết dài kỳ đúng nhỉ? Đã tiếp liên tục được phát hành, liên tục được đăng tải trong vòng 3 năm qua ấy, thì cuối cùng cũng sẽ kết thúc, chấm dứt vào lần tới đây. À, hợp lý, bởi vì chúng ta thấy có cái từ Sosetsu, tiểu thuyết. Hợp lý nhất sẽ là số 3, Samba. Chúng ta chọn 3 nhé. Câu 4 này. Juden ga kanketsu suru made 2 jikan teido kakarimasu. Đến khi cái nạp điện nó kết thúc thì sẽ mất khoảng 2 tiếng. Chắc chắn là nghĩa thì dịch tiếng Việt thì ok, nhưng mà không phù hợp với từ Juden. Với từ Juden các bạn có thể dùng hai từ, đấy là từ studio hoặc là từ căng điều cũng được. Đấy, các bạn nhớ nha. Hoàn tất, kết thúc quá trình sạc pin hay là nạp điện thì dùng hai từ này. Tiếp theo, câu 25, câu cuối cùng rồi. Moroi, đúng nhỉ? Moroi là gì đấy? À, giòn, mỏng manh, dễ vỡ, dễ hỏng hoặc là mau nước mắt. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. ここは古い住宅で壁が脆くなっているため立ち入り禁止だ。Đây là một cái khu nhà cổ, khu nhà cũ, bởi vì tường của nó làm sao đây? Tường của nó trở nên làm sao? Rất là dễ hỏng đúng nhỉ? Đấy. Nên là người ta cấm đi vào. Hợp lý, đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 1 nhá. Nhiều bạn thì cứ hay dịch cái từ mồ đôi là giòn và các bạn nghĩ là tường giòn nghe sai sai. Nhưng mà cái từ mồ đôi này không chỉ mang nghĩa là giòn, nó còn mang nghĩa là kowareyasui đúng nhỉ? Dễ hỏng, dễ đổ, dễ sụp. Đấy, thì trong trường hợp này nó sẽ là phù hợp. Câu số 2 này. 以前は力がもろかったので mainichi training して筋肉をつけた. Là trước đây thể lực của tôi mỏng manh, giòn thì cũng hợp lý. Thể lực phải dùng thể lực gì? Thể lực yếu đúng không? Chúng ta dùng từ yogai nhé, yogakata. Đấy, trước đây thì bởi vì thể lực của tôi yếu nên là tôi đã tập luyện hàng ngày đúng nhỉ, để có cơ bắp. Câu 3 này. Kare wa mada wakaku, shigoto no keiken mo moroi ga yaru ki ni afureteiru. Anh ấy thì vẫn còn trẻ, kinh nghiệm làm việc cũng mỏng manh, dễ vỡ, giòn, không hợp lý đúng không? Kinh nghiệm đi với từ kê kê ấy thì chúng ta sẽ thấy là phù hợp sẽ là từ asai đúng nhỉ? Kinh nghiệm còn ít, còn nông cạn, hoặc các bạn có thể dùng từ skunai cũng được. Từ skunai thì nó thường nó là ở những cấp dưới, còn nếu mà kiểu từ vựng của N2 trở lên thì chúng ta dùng từ asai. Đấy, anh ấy vẫn còn trẻ, mặc dù là kinh nghiệm làm việc cũng còn thiếu sót, cũng còn nông cạn, còn ít, nhưng mà tràn đầy cái sự nhiệt huyết, cái động lực, quyết tâm. Câu 4. Kono yasai wa amari hi o toshi sugiru to eiyo ga moroku natte shimau. Loại rau này nếu như chúng ta gì nhỉ? Chúng ta nấu chín kỹ quá ấy, đấy, thì dinh dưỡng nó sẽ trở nên làm sao? Nó sẽ trở nên mỏng manh, giòn, đều không hợp lý đúng không? Dinh dưỡng nó sẽ trở nên làm sao? Nó sẽ trở nên ít đi, mất đúng không? Cái đây các bạn có thể dùng từ hete này, giảm này, hoặc các bạn có thể dùng từ ochiru nhá, ochite sẽ đi với lại eyo. Đó, thì như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề thi N1 này. Thì theo quan điểm của Sensei ấy, năm nay đề tháng 7 năm 2023, từ phần từ vựng là các từ tương đối quen thuộc, được ra nhiều trong giáo trình Mimikara cũng như là Goi de Kiru. Có thể là bởi vì Sensei đã biên soạn cái cuốn Goi de Kiru nên là Sensei thấy là nó lặp lại nhiều từ trong đấy. Nhưng mà đề này sẽ có khá là nhiều từ quen thuộc rồi, không có những từ mới hoàn toàn hoặc là
những cái từ rất là khó đoán nghĩa như một số đề các năm trước. Đấy. Từ vựng luôn là một phần rất là khó của tiếng Nhật, đặc biệt là N1 khi mà phạm vi ra từ rất là cao. Nên là các bạn cố gắng là xem các video bài học cũng như là tham khảo các giáo trình học càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là hãy xem cái chuỗi video Goi De Kiru của kênh YouTube Anh Sensei nhé. Và nếu bạn nào có nhu cầu học tiếng Nhật theo hình thức online tương tác trực tiếp qua Zoom thì có thể liên hệ với Sensei. Hiện tại là Sensei đang có tuyển sinh các lớp học tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.